Xin chào mọi người đã quay trở lại tiếp theo clip của Trương nha mọi người. Thì hôm nay mình có bộ bánh 300-19. 300-19 thì anh bạn vừa mình làm thắng đĩa các bạn. Làm thắng đĩa thì hôm nay mình chế sẵn cho ảnh bánh 319 hàng thắng đĩa đây. Đủ bộ nha bạn. Đây đang cái bánh 319 thì cái này là găm hàng nha mọi người. Đó, bánh trục. Bánh là vỏ mới tất cả nha, găm hàng, mặt bạn mới nha mọi người. Đó, đầy đủ. Thì đây quay cho bạn cái đĩa nè. Đó, đĩa sẽ quay nha mọi người. Quay trước mình lấy chế qua. Đây là cái con heo dầu, nó chế bát sẵn nè mọi người. Cái bát sẵn cái này, đầu này chế sẵn cái này hàng bột trục thôi ha. Bột trục mình canh xong mình hàng bột trục. Đó. Cái bánh của nó là gồm hai bánh và hai đĩa nha mọi người, hai heo dầu. Ở đây mình có chia cái dây nấu rồi mọi người. Đó, một dây là chia ra làm hai ha. Còn đầu này là chia qua con cái ben để mình đập thân dầu nha mọi người. Thì cái dây này hàng có cái ben nè, cái ben này nó truyền qua thân dầu. Thân dầu này là dùng để đập thắng nha mọi người. Cái ben này ha, ben này đó thắng. Đây là dầu ha, đó bộ combo của nó nha mọi người. Mọi người nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên dưới, hay mình để số điện thoại bên dưới Zalo, mình có cần hỏi thẻ thì mình sẽ tư vấn cho mọi người xài cái bộ này nha. Nó dây rất là chất lượng mọi người, nó dày dầu. Thì dây này có khả năng này dày tới 2m rưỡi nha mọi người ha. 2m rưỡi cộng thêm hai cái 2m nữa. Cộng thêm 1m này nữa là 3m rưỡi là xài ok rồi mọi người. Đó. Mọi người có nhu cầu liên hệ trực tiếp Zalo bên dưới mình nha mọi người nha. Thì cái bộ bánh nó đi kèm nó có cái trục dài nha mọi người. Đó là cái trục đặc ha. Trục đặc, nó hàng chất lượng, hàng mới nha mọi người, không phải hàng tào lao đâu mọi người. Trục đặc nó liền cây liền khối luôn. Ở giờ mình quay sơ cho mọi người xem combo của nó. Okay, cảm ơn mọi người nha. Mọi người có xem video thì cho em xin một lượt like, lượt đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người.